Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị Podcast. Không giống như là các cái loại hình khác, Podcast là nơi mà mình có thể kể lể và mình có thể lê thê. Nên là trong lúc nghe Podcast lần này, bạn có thể chuẩn bị cho mình một cốc cà phê, một chút đồ uống hoặc là bất kể thứ bánh kẹo gì mà bạn thích để mà cùng lắng nghe về cuộc hành trình thấu hiểu bản thân của mình nhé. Nếu bạn đang nghe cái podcast lần này ở trên nền tảng YouTube thì sẽ thấy là mình đang ngồi vẽ. Bản thân mình rất là thích vẽ, cũng khá là lâu lâu rồi. Từ hồi mà mình còn học cấp 2, cấp 3 thì mình đã tí toái vẽ rồi. Tuy nhiên là cái việc vẽ của mình nó cũng không được thường xuyên cho lắm. Và càng lớn thì mình thấy rằng là mình cũng có cái hoa tay phết, cũng vẽ vời các kiểu, các thứ linh tinh. Khi mà có con, mình muốn truyền cái cảm hứng đấy cho con, nên là cũng thỉnh thoảng lôi giá vẽ ra, rồi lôi giấy bút ra, rồi lôi cả màu mè ra để mà ngồi vẽ. Thực ra là để làm màu cho con nữa ấy. Cho con nó thấy rằng là mẹ cũng hay vẽ nên là mình cũng vẽ theo. Rồi nó thấy mình tí toái thì nó cũng tí toái theo, để cho nó có được cái cảm hứng vẽ ngay từ hồi còn bé. Tại vì là mình nghĩ cái sự khéo tay này, cái đôi bàn tay nó cũng là một cái kỹ năng mà mình cần phải học hỏi. Và nó sẽ giúp cho mình thư giãn, rồi giúp cho cả cái việc là mình có thể thăng tiến hơn trong sự nghiệp bằng chính cái đôi bàn tay khéo léo của mình. Quay trở lại với cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Giống như là mình đã chia sẻ ở trong cái buổi podcast lần trước, mình đã thực hiện việc chia sẻ ở trên các cái nền tảng như là YouTube, rồi Facebook, TikTok các kiểu cũng khoảng tầm 6 đến 7 năm nay rồi. Song hành với cái việc đó là mình cũng tổ chức các cái khóa học liên quan tới đọc hiểu GPT, liên quan tới tiếng Nhật IT Counter, rồi dạo gần đây là những cái nội dung chia sẻ về hội thoại giao tiếp trong tiếng Nhật. Thường các cái bạn mà đăng ký tham gia khóa học của mình là đã biết mình qua Facebook rồi qua YouTube, thích cái nội dung mà mình chia sẻ và thấu hiểu cái cách mà mình vẫn đã và đang thực hiện trên cái cuộc hành trình khám phá bản thân cũng như là chinh phục tiếng Nhật, nên là có đăng ký tham gia khóa học. Tuy nhiên thì khi mà tham gia khóa học được một thời gian thì cũng có một số bạn là bỏ ngang giữa chừng. Cái lý do để khiến cho các bạn bỏ ngang ấy thì cũng có nhiều lý do. Có thể là do các bạn hết hứng thú, hoặc là các bạn không sắp xếp được thời gian, hoặc là các bạn cảm thấy rằng là đang chưa thể nào mà cân bằng được cái việc học tập và làm việc, nên là cứ bỏ dần rồi không có theo được đến cuối. Mình thì từ bé đến giờ vẫn luôn là một cái đứa có thể nói là lì lợm hơn những người khác. Chính ông xã của mình hiện tại bây giờ ấy cũng thỉnh thoảng trêu mình là mẹ nó cứ hay ngang, nói mà cứ ngang. Mình thì luôn luôn lì lợm như vậy ấy. Tuy nhiên nếu suy nghĩ theo một cái chiều hướng tích cực thì cái tính lì lợm đấy cũng giúp cho mình làm được đến nơi đến chốn. Cũng sẽ có lúc mà mình chán, tuy nhiên mình vẫn cứ quay trở lại cái con đường mà mình đã và đang đi. Và cái con đường đấy chính là cái con đường là học tập và rèn luyện. Mình còn có một cái đặc điểm nữa, đó là hơi bảo thủ. Có nhiều khi là mình cũng khó có thể tiếp nhận được những cái mới. Có nghĩa là mình thường hay đánh mất đi cái cơ hội cả trong học tập lẫn công việc vì là cái tính bảo thủ đấy của mình. Tuy nhiên nhìn theo cái hướng ngược lại thì đó cũng là một cái mà giúp cho mình có thể làm một cái việc gì đó một cách khá là lâu dài. Mấy năm trước thì mình có theo dõi chị Lê Đỗ Quỳnh Hương thì mới biết tất cả những cái tính cách ấy đều hội tụ ở trong cái con số 9. Cái con số đường đời của mình theo như cái video mà chị Lê Đỗ Quỳnh Hương chia sẻ là con số 9. Một con số có linh hồn cao và thường là phải tự mình trải nghiệm thì mới nhận ra được bài học. Thế nên là mình cứ hay cứng đầu cứng cổ ấy, kiểu bảo thủ ấy. Chỉ đến khi nào mà mình cảm thấy là mình sai này, mình cần phải thay đổi thì là lúc đấy mình sẽ tự sửa, chứ ít khi mà mình có thể nghe ai đó ngay từ đầu. Vào năm ngoái thì với một cái sự dẫn dắt nào đó, mình được tiếp cận với một số khóa học, nên là dường như mình đã mơ màng hiểu ra được cái con đường của mình đang đi.
Nên là nhân đây trong cái postcard này, mình xin chia sẻ với các bạn về cái hành trình thấu hiểu bản thân của mình trong suốt vài năm trở lại đây. Và biết đâu đó sẽ giúp được các bạn đỡ loay hoay trên cái con đường này hơn, để giúp cho các bạn có thể theo đuổi được từ đầu đến cuối cái điều mà mình đang làm. Thì đầu tiên mình sẽ kể lại cho các bạn về cái hành trình của mình. Bây giờ nhìn lại thì mình thấy cái cuộc hành trình về thấu hiểu bản thân của mình cũng khoảng tầm 5-6 năm trở lại đây rồi, gần như là trùng khớp với lại cái quá trình mà mình xây dựng thương hiệu cá nhân mang tên là Hồng Lê Thị ở trên các cái nền tảng như là website, YouTube rồi fanpage Học Tiếng Nhật Cùng Mao. Năm 2018, mình bắt đầu bước trên cái hành trình khám phá bản thân với một cái khóa học miễn phí đầu tiên mang tên là Happiness. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lúc nào cũng hiện ra trong đầu cái chữ gọi là hạnh phúc ấy. Nên là chắc là vì thế nên là nó hấp dẫn tới cái khóa học mang tên là Happiness. Trong khóa học này mình biết tới trạng thái dòng chảy, một trạng thái hạnh phúc và là một cái điều kiện cần để giúp chúng ta có thể đạt được cái hạnh phúc trong cuộc sống. Và sau khóa học mình mới nhận ra một điều là hầu như tất cả các cái cuốn sách mà mình đã và đang đọc đều nói về cái trạng thái này. Nên là trong cái cuốn Sổ Tay Đọc Dịch do mình biên soạn được xuất bản năm vừa rồi, cũng có rất là nhiều các cái bài viết mà mình trích dẫn từ các cái cuốn sách của người Nhật nói về cái trạng thái dòng chảy này. Và từ đó rất nhiều các cái bài viết của mình cũng ra đời với cái nội dung liên quan tới cái trạng thái dòng chảy này. Năm 2019 đến năm 2020, đây là một cái khoảng thời gian mà mình đọc rất là nhiều sách, đặc biệt là những cái cuốn sách về tiếng Nhật nói về hành trình khám phá bản thân, hay nói nôm na đó chính là sách phát triển bản thân. Chắc một số bạn ở đây sẽ không thích các cái dòng sách liên quan tới phát triển bản thân. Tuy nhiên phải nói thật với các bạn là có mình ngày hôm nay đó là nhờ vào những cái cuốn sách phát triển bản thân đó. Nên liên quan tới chủ đề này, mình sẽ hẹn các bạn vào trong một cái buổi podcast lần sau. Mình sẽ chia sẻ về cái nội dung đó cho mọi người nhé. Quay trở lại cái việc là đọc nhiều sách tiếng Nhật. Một số các cái cuốn sách mà mình đến tận bây giờ vẫn nhớ được mang tên là Yaritai koto o mitsukeru kata, tạm dịch là cách mà tìm ra được cái việc mà mình muốn làm. Trong cái cuốn sách đó có đề cập tới 5 sai lầm khiến bạn loay hoay khi mà tìm kiếm cái công việc mà mình muốn làm. Cái bài viết này cũng đã được mình dịch và chia sẻ ở trên website của Hồng Lê Thị. Mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tham khảo thêm. Cái điều mà mình đạt được sau khi mà đọc các cái cuốn sách đó, đó là cái khả năng hành động. Bởi mình biết rằng là để mà có thể biến được cái giấc mơ của mình trở thành hiện thực thì mình sẽ cần phải hành động và thực hiện được những cái kế hoạch mà mình đang ấp ủ thì mình mới có thể sống là chính mình được. Năm 2021 là năm mà mình biết đến thầy Phan Văn Trường, rồi mình cùng một số các cái thành viên khác thực hiện chuỗi video dịch Việt-Nhật với đề tài Mình là ai và cách để tự học. Có một số các cái câu nói của thầy mà mình vẫn nhớ như in, đó là em cứ làm tốt nhất những gì mà mình có thể đi này, hoặc là cứ khách quan mà đánh giá chính mình và chỉ cần tự quan sát thôi, còn hướng đi nào thì cũng tốt. Những cái câu nói đó trở thành cái kim chỉ nam của mình để giúp mình tự học này, tự phân tích này, tự đánh giá này và tự tổng kết cái chặng đường mà mình đang bước tới. Cũng nhờ chuỗi video này mà mình biết được rằng mình đã và đang đi đúng đường, tự tin hơn trong cái quá trình có thể nói là khởi nghiệp của bản thân. Đến năm 2022, sau một cái thời gian tự quan sát chính mình thì mình bắt gặp một cái chuỗi video về thấu hiểu bản thân của thầy Lê Thẩm Dương. Một loạt các cái định nghĩa chi tiết hiện ra giúp mình có được một cái bức tranh vô cùng tổng quát về cái con đường mình đã và sẽ đi. Thường thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy chán nản sau một thời gian học tập và làm việc, cũng như là nghiên cứu một cái vấn đề gì đó. Thời gian vừa rồi mình cũng vậy, gia đình này, con cái, rồi nhiều lúc mình cảm thấy bản thân mệt mỏi và không còn nhiều những cái ý tưởng như trước kia nữa. Tuy nhiên khi mà xem cái chuỗi video về thấu hiểu bản thân của thầy Lê Thẩm Dương, mình đã nhìn lại cái sơ đồ thấu hiểu bản thân của mình và có đúc rút được một số các cái nội dung như sau
và mình muốn chia sẻ nó với các bạn trong ngày hôm nay. Trước tiên là mình phải hiểu là thấu hiểu bản thân là gì. Theo định nghĩa của thầy đưa ra thì thấu hiểu bản thân là biết được năng lực của mình đang đến đâu, bao gồm kiến thức này, kỹ năng mà mình có này, thái độ hay phẩm chất cá nhân của mình là gì. Thấu hiểu bản thân còn là hướng bản thân đến gần hơn với cái sở trường hay đam mê, hay chính là những cái thứ mà mình mạnh nhất về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Rồi hơn hết, thấu hiểu bản thân chính là cái triết lý sống hướng tới sự tự do và hạnh phúc. Với cái định nghĩa như vậy, mình có tự ngồi nghĩ lại xem là cái năng lực của mình đang ở đâu. Mình hiểu rằng là mình hầu như cũng không có cái sở trường vượt trội gì cho lắm, mà có vẻ là mình trội hơn về cái khoản được gọi là thái độ sống. Rồi từ đó mình cũng biết được là cái năng lực về tiếng Nhật này, năng lực về cái khả năng học tập của mình thì cũng không phải ở cái mức gọi là quá nổi trội. Khi mà dấn thân vào cái con đường là học ngoại ngữ, mình cũng không hề có một cái sở trường quá nổi trội về ngoại ngữ giống như là nhiều người. Thì khi mà biết được như vậy rồi thì mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải có một cái con đường đi phù hợp hơn cho mình. Tuy nhiên có một cái kết luận mà mình vô cùng thích thú sau khi mà lắng nghe cái chuỗi video chia sẻ này của thầy, đó là thấu hiểu bản thân thì cũng cần phải mất tới 3-4 năm, thậm chí là cả đời để phân tích, tổng hợp và phản hồi. Đó là một cái quá trình gọi là không ngừng tìm kiếm thông qua hành động. Bạn sẽ chỉ biết được mình là ai khi tích cực làm việc nhóm này, phân tích hành vi của chính mình này, lăn lộn vào làm cả những cái việc mà mình thích lẫn những cái việc mà mình không thích, để mà có được cái nhìn đa chiều. Và mình cần phải kiên nhẫn trong mọi việc làm và hành động của bản thân thì mới có thể thấu hiểu được bản thân mình. Nghe đến đây thì mình mới thấy rằng là hóa ra là từ trước đến nay mình cũng không thấu hiểu bản thân lắm, cũng là một chuyện rất là đơn giản và dễ hiểu thôi. Ai cũng nói rằng là phải thấu hiểu bản thân, nhưng mà cái con đường để mà thấu hiểu bản thân thì nó cũng không phải là một cái con đường gì dễ dàng cho lắm. Mình cần phải hành động rất là nhiều để mà có thể tự rút ra được kinh nghiệm ấy. Mình thì cũng rất là thích thú về một số các cái tật xấu mà chúng ta thường hay mắc phải mà thầy có nhắc tới ở trong chuỗi video lần này. Ví dụ như là làm sao để quản trị thời gian này, rồi tận dụng 5 người thầy, bao gồm có thầy trên bục giảng này, thầy là chính mình, rồi thầy là những người xung quanh, rồi thầy là thần tượng, thầy là sách và thầy là Internet nữa. Các bạn đang lắng nghe các cái chuỗi bài postcard của mình cũng là một cái cách để mà mình có thể chiêm nghiệm và lắng nghe được nhiều các cái suy nghĩ của nhiều người, rồi từ đó có thể học tập được một cái điều gì đó và ứng dụng vào trong bản thân. Đó là một trong những cái cách để giúp cho mình có thể học được từ những người xung quanh. Có thể nói cái chuỗi video mà mình vừa nói ở trên ấy là một cái bức tranh vô cùng sống động và giúp mình có được một cái lộ trình, nhìn ra rõ được một cái sơ đồ để có thể đánh giá được bản thân trên cái con đường thấu hiểu chính mình. Nói tóm lại, khi đã có một cái bức tranh tổng quát rồi thì việc còn lại của mình chỉ là thực hiện thôi. Có một điều mà mình muốn chú ý ở đây, đó là bản thân mình thì không tin cái việc là có một cái sơ đồ nào đã được vẽ sẵn cho cái cuộc đời của mình. Tuy nhiên khi mà lắng nghe cái chuỗi video này ấy, mình vừa có thể biết được rằng là có một cái sơ đồ để giúp cho mình có thể thấu hiểu được bản thân. Nhưng mà cái sơ đồ đó thì nó lại không cố định và nó không hề gọi là cứng nhắc và theo một cái mô típ nào đấy cố định gì cả, mà nó sẽ phải dựa trên cái việc là phải tự mình phân tích và tổng hợp, cũng như là dựa trên những cái phản hồi mà mình có để mà vẽ cho mình được một cái sơ đồ đúng đắn nhất tại cái thời điểm hiện tại. Rồi dần dần khi mà mình đi đến cuối con đường thì mình sẽ nhận ra được rằng là mình đã làm cái nọ, mình đã làm cái kia, và từ đó mình có thể thấu hiểu được bản thân mình hơn. Và mình cũng tin là khi mà bạn biết là mình cần phải làm gì rồi thì chắc chắn bạn sẽ không còn bỏ dở giữa chừng nữa. Hoặc là đâu đó trên cái con đường mà mình đi, bạn có thể hơi lười một tí, bạn có thể gọi là rẽ nhánh sang một cái con đường khác một tí, nhưng rồi bạn cũng sẽ vẫn có thể tiếp tục và quay trở lại cái con đường mà mình đã định hướng ngay từ đầu. Bởi vì đó mới là mình, đó mới là cái con đường mà mình thực sự đang hướng tới. Và đó là những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái buổi podcast ngày hôm nay.
Và nếu như mà bạn nào cảm thấy đồng điệu với những cái nội dung mà mình đã chia sẻ thì có thể để lại cho mình một lời chào ở dưới phần comment nhé. Chúc các bạn may mắn trên hành trình tìm hiểu chính mình đấy nhé. Zane.